Em trai Quang Hùng Master D gây sốt vì điển trai lại hát hay. Xuất hiện tại fan meeting của Quang Hùng Master D, em trai của nam ca sĩ được khán giả chú ý vì ngoại hình điển trai không kém cạnh. Bên cạnh những cái nhất khiến khán giả vô cùng thích thú, fan meeting của Quang Hùng vừa qua còn gây sốt khi có sự tham gia của em trai Quang Huy. Chỉ xuất hiện ở hậu trường để ủng hộ tinh thần, nhưng em trai Quang Hùng lại trở thành đề tài làm dậy sóng mạng xã hội. Đặc biệt, em trai của Quang Hùng Master D còn được quan tâm hơn khi có màn tương tác hài hước với Lê Dương Bảo Lâm. Nam nghệ sĩ có tính cách sôi nổi, trái ngược với một Quang Huy có phần ít nói, dễ ngại ngùng. Lê Dương Bảo Lâm sau đó còn đặt cho Quang Huy biệt danh Quang Ngại. Sau đó đăng tải đoạn video trên trang cá nhân của mình với chú thích hài hước, gà mới của Diễm, còn tranh thủ khen Quang Huy đẹp, hát hay và hiền lành. Sinh năm 2003, em trai Quang Hùng tên là Quang Huy. Khác với anh trai của mình, Quang Huy khá thiên tiếng trên mạng xã hội, thế nhưng luôn có động thái ủng hộ anh trai hết mình. Bằng chứng là Quang Huy có cover một số ca khúc của anh mình. Gần đây có Trói Em Lại và Tình Đầu Quá Chén được netizen quan tâm. Trước đó, Quang Hùng Master D từng nhắc đến em trai của mình trong Anh Trai Say Hi. Anh chia sẻ việc từng tập nhảy, sau đó nhờ cậu em chấm điểm cho mình. Nào ngờ đâu, chủ nhân bản hit Trói Em Lại bị em trai nhận xét, nhảy như loang quăng khiến anh chàng giờ khóc giờ cười. Bên cạnh đi sùa điển trai không kém cạnh anh trai ngôi sao, Quang Huy còn có giọng hát khá giống. Bên dưới những video hát lại nhạc của anh trai Quang Huy, nhiều khán giả công nhận cả hai anh em có giọng hát gợi nhớ đến nhau. Anh trai mà bận hay ốm thì em trai đi diễn dùm cũng không ai biết. Một netizen đùa. Ngoài ra nhiều người cũng hy vọng một ngày nào đó Quang Huy sẽ cân nhắc vào showbiz. Nếu vậy thì sẽ tạo nên cặp anh em khuấy đảo thị trường âm nhạc.